có một người con gái, con một gia đình giàu có, xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo, nên bị các bạn gái xa lánh. Trời ơi, sao mà lâu quá vậy? Lâu thiệt. Khổ ghê. Chờ nãy giờ mà cũng chưa tới nữa. Ồ, con Hường này thiệt là quá đáng. Lần nào đi chơi á, nó cũng bắt tao với mày chờ đợi hết. Nó làm như nó danh giá lắm không bằng, thấy phát ghét. Lần sau á, mày đừng có rủ tao đi chung với nó nữa nghe không. Ê, nó tới kìa. Ý, mọi người tới sớm dữ vậy đó hả? Trời ơi, tao nói đừng có giận Hường, tội nghiệp Hường dữ lắm. Lý do là tại sao Hường đi trễ, Hường kia cái con sen á, đi lấy cái bộ đồ này cho Hường để Hường mặc đi dự hội, mà nó đi cả buổi trời, tao nói nó tám từ đầu trên nó xuống dưới vậy đó. Trời ơi, bực quá trời quá đất vậy hả? Nói nghe vậy thôi, đừng có giận Hường làm gì. Làm gì nhìn dữ vậy? Chà, hôm nay thai cũng mặc đồ đẹp ha. Nhưng mà Hường thấy cái dải áo này nó cũng mới. Mà nè, hàng này là hàng chợ phải không? Trời ơi, nhìn là biết rồi. Còn đây nữa nè. Trời ơi, ta nói cũng mặc áo, cũng đâu thua kém gì chị em ha. Cũng tím lét vậy đó. Nhưng mà tôi biết hai cái lụa này đâu có bằng cái lụa của tôi. Lụa của tôi là hàng cao cấp. Mà ta nói cái làng này nè, cả cái làng này không có ai mà có điều kiện bằng tôi. Cho nên bởi vậy tôi nói tôi hạnh diện dữ lắm. Thôi, mình đi đi kẻo trễ ha. Mà thôi, tôi Hường đi trước hen, hai bạn đi sau. Mày mốt á, mày đừng có rủ tao đi chung với nó nữa nghe không? Chảnh chẹ, thấy ghét. Đi. Các bạn trai thì ghét bỏ cô, vì ai cũng bị cô chê bai. Thế nên... Trời ơi, ăn cái gì mà cao quá vậy? Dạ, cao thì tốt chứ cô, cao khỏe mạnh mà, gầy đẹp mà cô. Mỏi cổ lắm. Sao cô? Lùng quá. Sao mập dữ vậy? Béo lắm, ụt ịt dữ lắm. Không được. Vì quá kén chọn, đến tuổi cập kê đã lâu, cô gái vẫn chưa tìm được đám nào vừa ý. Tuy nhiên, cũng tới lúc cô kén được chồng. Mời mình dùng nước. Cảm ơn mình. Mình có mệt không? Có đau nhất ở đâu không mình? Em đau ở đây nè mình. Dạ, trái cây mới hái ngoài vườn, em mời cô cậu dùng. Cảm ơn con. Mình, dùng trái cây nha mình. Mày nghĩ làm được rồi đó. Sao vậy cô? Cô có lỗi lầm gì? Sao cô không dạy? Cái thứ con gái lẳng lơ như mày, trước mặt vợ người ta mà mày còn dám bốc hốt. Nói chi, nếu ta không có ở nhà thì mày còn làm tới cái gì nữa? Mình, tôi lỗi tay chứ đâu phải người ta. Mình sao vậy? Tôi không cần biết.
Thà đuổi lằn còn hơn là bỏ sót. Không nó thì mình đâu biết có ngày sanh chuyện. Mình nói cũng phải nể tôi chứ. Chẳng lẽ tôi là thứ bậy bạ như vậy sao? Thôi, mình tha cho người ta để người ta còn đi làm nữa. Không tha gì hết. Mày đi đi. Mình bóp da cho em đi mình. Ừ. Trong cuộc sống hàng ngày, Hường tỏ ra ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình, khiến chồng cô càng lúc càng ngỡ ngàng. Mấy con gà quỷ dám qua vườn nhà bà hả? Từ nay về sau, nếu gà bên đó mà qua vườn bên đây là tôi giết sạch hết. Chuyện gì vậy Minh? Trời đất, gà qua nhà mình sao không đuổi? Chọi chết như vậy người ta đền rồi sao? Đứa nào dám qua đây bắt đền, em cho lên quan. Nuôi gà mà không cho ăn, cứ qua vườn nhà người ta mà mổ hết rau à, ai mà chịu nổi. Nhưng mà mình không thấy tội sao? Bên hàng xóm người ta cũng tốt với mình, mà nhà người ta nghèo nữa, nuôi mấy con gà mừng sắp tới ngày người ta mang ra chợ bán. Vậy mà mình kệ nó chứ. Mình lo cho cái vườn của mình còn chưa xong, mấy luống rau nhà mình ăn hết rồi kìa. Chậu đâu có ăn thua. Em á, em phải đặt bã thì mới hạ gục hết được cái đàn này đó. Hả? Trời ơi, em thiệt là thôi, mình mang đi chôn thôi. Không, mình để đó cho em. Thưa cô cậu, tôi làm cỏ ngoài vườn xong rồi cậu. Ừ. Xong rồi phải không? Xong rồi thì cầm mấy con gà này về mà làm ăn đi. Hả? Mới chết còn ấm, bỏ uổng lắm. Nhớ là bỏ mề ruột đi cho nó sạch. Trời, Minh. Coi như tôi trả công làm vườn hôm nay. Dạ, nhiều quá. Mấy đứa nhỏ nhà tôi á, lâu rồi không có biết thịt cá là gì. Cảm ơn cô. Để mai á, tôi làm hết đám rượu sau nhà, khỏi công cái gì nữa. Ừ, vậy là biết điều đó. Về làm liền ăn đi. Dạ, cảm ơn cô cậu. Tôi xin phép. Mình ơi, lỡ người ta ăn vô người ta bị độc chết thì sao? Mình phạm tội giết người đó. Mình cứ lo hảo, chết sao được mà chết. Tụi nó đói khát, cái thứ gì mà nó không ăn. Vậy mà nó có chết bao giờ đâu. Anh thấy không, mình rất là thông minh. Một công đôi việc nữa, vừa bẫy gà vừa trả công cho người ta. Mình phải nhanh lẹ như vậy chứ. Cùng với tính ích kỷ, thói ghen tuông vô độ của Hường cũng càng ngày càng tăng, khiến ông chồng ngạt thở. Anh ơi, anh hai thấy trong người sao rồi? Cũng đỡ rồi. Anh hai, uống miếng nước đi. Anh hai thấy đỡ nhiều chưa? Anh hai nằm nghỉ nha. Để em đi mua miếng cháo về cho anh hai ăn. Trời ơi, bữa nay đi chợ muốn mua mấy cái con cá chép á. À, không có gì hết trơn á. Trời ơi, không có hay sao? Nhanh nhiều á. Vậy hả? Sao qua nhà ông Năm đó? Dạ, ông Năm ao cá chép mà làm sao đó. Ủa vậy hả? Ừ. Trời ơi, tôi có biết đâu. Trời ơi, đi. Trời ơi, bà Tám. Gì? Bà có chắc là ông đi không? Ông có nói với tôi á là ổng đi thăm người anh của ổng. Mà tại sao là bà nói ổng đi cái đó? Vậy mà tin được á hả? Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Làm gì anh em thương yêu nhau dữ vậy? Trời ơi. Vậy cũng tin được nữa. Trời ơi, không lẽ. Nè, bà coi tôi nói có đúng không nha? À, bây giờ bắt đầu quẹo vô quán con Lan Cục nè. Trời đất ơi. Đi. Không lẽ qua mặt tôi, trời trước với tôi nè. Thank you.
thấy chưa? Tôi nói đâu có sai đâu, thấy không? Ông làm cái gì ở đó vậy trời? Nè nè nè, coi nè, ông móc tiền ra nè. Đó, rõ ràng không? Thánh thần ơi, hồi xưa tới giờ tay hộp chìa khóa đâu tôi giữ hết trơn rồi. Tiền ở đâu mà ông lấy đem cho gái vậy trời? Ai biết. Mà phải chi gái lành lặn, chứ gái sức tai gãi gọng mà ông cũng mê nữa là sao trời? Khờ quá, sức tai gãi gọng chỗ này nhưng mà lành chỗ khác. Hả? Trời ơi, trời chết. Chưa. Bà làm gì hấp ta hấp tấp dữ vậy? Đó, nè, coi nè, hai người bắt đầu dắt tay vô bếp nè. Đó, thấy không? Tôi nói mà. Trụ dám hả? Thấy không? Khoan, bữa nay là chồng nó đi lên tỉnh lấy hàng, mua hàng cái gì đó. Đúng rồi. Mà bây giờ ổng với nó dắt tay vô bếp làm cái gì? Cái gì? Trời đất ơi. Đây nè đó, hôm qua cũng ngay cái khúc này, tôi phải đi về tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn. Bởi vậy cho nên tôi không có coi được hai người dắt tay vô bếp làm cái gì. Tiếc. Trời ơi. Hai người dắt tay vô bếp làm cái gì? Đúng rồi. Trời đất ơi, hai người vô chồng làm cái gì? Một nam một nữ. Trời ơi, phải hôm qua tôi rình tiếp là tôi biết vô bếp làm cái gì rồi. Trời đất ơi. Tức quá đi. Nè. Trời đất ơi. Đàn bà gì mà nóng tính thấy sợ hả? Nói mấy câu cái tự nhiên A Phạm Phù chạy vô đó liền hả? Hai người làm cái trò gì vậy? Nè, tôi không thích ba mặt một lời đâu nghe. Bà làm cái trò gì vậy? Vậy chứ ông làm gì ở đây? Trời ơi, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Tôi á, nhờ bà nấu cơm cho anh hai tôi. Bà không chịu nấu, cho nên tôi mới nhờ chị nấu nè. Thì ủa sao ảnh nói chị bận không nấu cháo được nên ảnh mới nhờ tôi nấu giùm. Thiếu gì người sao ông không nhờ mà ông đi nhờ con nhỏ này? Nếu mua cháo thì ông đứng ở ngoài trông vô đó làm cái gì? Bà không thấy tay chân người ta tật nguyền như vậy sao? Nồi cháo lớn như vậy bưng một tay sao được? Còn bà vừa phải thôi nha. Anh hai tôi bệnh, lẽ ra bà phải là người nấu cháo, không đợi tôi đi mua kiểu này đâu. Không biết mắc cỡ mà còn bày đặt. Cảm ơn chị. Yeah. Anh tôi cũng đỡ nhiều rồi. Ngày mai tôi nhờ chị nấu giùm nồi cơm với canh chua cá kho nha. Anh hỏi coi chị có nấu được không? Nếu mà chị nấu được thì tôi khỏi. Nhưng mà nếu chị bận thì tôi nấu giùm, không lấy tiền công đâu. Lối sớm tối lửa tắt đèn có nhau mà. Còn bà nữa, lo vậy nấu cơm nấu nước đi. Ở đó mà nói sằng, mắc cỡ quá. Còn chị Tám nữa. Ở đây làm gì? Sao không về lo cho chồng con đi? Xúi vợ tôi tới đây làm chi? Nhiều chuyện quá. Cái ông này. Trời ơi, bà thấy chưa? Bà làm ông chửi tôi rồi đó. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì, mà lôi tôi hoài vậy? Tôi không tin là hai người đó không có cái gì với nhau. Ngày hôm nay tôi không bắt được quả tay tôi tức lắm bà biết không? Thì rành ra đó rồi, còn cháu gì nữa? Bà nói vậy là sao? Thì bà mới nói đó, tối lửa tắt đèn có nhau. Cái câu đó có cái gì đâu mà rõ ràng với không rõ ràng. Trời ơi, không ngờ bà khờ ghê á. Tối lửa tắt đèn có nhau, một nam một nữ ở trong bếp làm cái gì? À, tôi hiểu rồi. Trời ơi, đàn ông, đàn bà, tối lửa tắt đèn. Hiểu hả? Trời ơi, hiểu rồi, sao không hiểu? Hiểu sao, nói tôi nghe coi. Thì tối lửa tắt đèn, nấu cháo. Trời ơi, tôi chịu thua bà luôn á. Ý bà sao bà nói đại đi, mệt quá. Nghe tôi giải thích nè. Tối lửa, tắt đèn. Đàn ông nè, đàn bà nè. Giúp nhau. Giúp nhau. Hiểu không? Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy trời? Đó. Cái đồ dân phu dân phụ đó. Hả? Tôi phải vô cho nó bài học. Nè. Sao? Đi đâu vậy? Bằng chứng đâu? Không lấy được bằng chứng thì làm sao mà nói với ổng? Cũng phải. Bây giờ vậy đi, tôi với bà đi về. Ngày mai thế nào ổng cũng đem ổng trả cái nồi. Đúng rồi, đem trả cái lúc nồi đó. Ổng đi vô bếp, mình đi theo mình rinh. Mình bắt đại trợ quả tan. Không chối nữa. Đúng rồi, mình có bằng chứng luôn. Vậy đi, đi về. Vậy đi. Ngày mai bà mà có bằng chứng là mày chết với bạn nghe con. Ê bà Tám, đợi tôi với.
Ủa sao giờ này ông chưa tới? Yên tâm đi, thế nào ông cũng tới mà. Ê, 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 ông tới rồi kìa. Ông tới. Chị Tư ơi, có ở nhà không? Làm cái gì vậy hả? Đánh ghen chứ làm cái gì? Trời ơi. Ủa anh Tư. Trời ơi, chị làm gì? Chị quánh tôi đau quá vậy chị Hương? Ủa anh Tư, anh về hồi nào vậy anh Tư? Dạ tôi mới về. Lâu quá tôi không gặp anh Hiến, rủ anh qua nhậu thôi. Mà có chuyện gì với mình? Mai mốt chị từ từ nói, đừng có nóng quá như vậy. Chứ không lẽ chị nghĩ anh Hiến và vợ tôi có chuyện gì sao? Trời ơi, bây giờ mà đất có nứt ra tôi chui xuống liền. Bà vừa lòng bà chưa? Nhục nhã quá mà. Bây giờ tôi giao cái nhà đó cho bà, bà muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu năm nay tôi chung sống với bà, bà ghen bóng ghen gió, tôi chịu đựng quá đủ rồi. Tôi đi, tôi đi, tôi đi cho bà vừa lòng. Tôi đi đây. Anh Hiến. Anh Hiến à. Có giỏi á thì đi luôn đi nha, đừng có quay về nhà này nữa. Thử coi đi được mấy ngày rồi quay về. Tại bà không đó. Ai biết. Trời ơi, hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa chịu về nữa. Phải rồi, đi luôn đi. Đừng có giác cái mặt gì đây nữa. Tôi không cần đâu. Đồ cái thứ đàn ông tồi bại. Trời ơi, sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Trời ơi, tôi ăn ở hiền lành dữ quá mà, tôi đâu làm gì ác nhân thất đức đâu. Sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Gì vậy? Sao mà khóc? Ông chồng tôi cũng bỏ tôi đi luôn rồi kìa. Bởi vậy sao? Tội nhiều chuyện. Phải rồi, mà nhiều chuyện quá trời quá đất luôn mà. Mà thôi thay kệ ông đi. Bây giờ khóc ổng có về được đâu. Cứ sống vui vẻ đi. Với lại tôi nghĩ không có đàn ông mình cũng đâu có chết đâu. Nhưng mà bà còn có con có cái. Còn tôi á, suốt ngày tôi thủi con mình à, buồn lắm. Chắc lần này tôi đi tu thiệt quá. Trời ơi, đi tu hả? Rồi chùa nào chứa bà? Cái gì? Bà nói cái gì? Không không, ý của tôi là tu á là phải nhẫn nại, là phải từ bi lắm kìa. Cái gì mà tươm tướp dữ như chằn. Chị có nước tu hú. Cái này tôi nói thiệt tình nha, không có thêm thắt đâu á. Bà, ai nói với bà là tôi không chịu nhẫn nại? Trừ khi có ai chọc tôi á. Chứ bà không thấy hả? Bộ tôi không từ bi hơn bà thì sao? Thôi, cho tôi xin đi. Tôi á là không có tham sân si. Bà còn trần tục lắm. Tôi á, bây giờ chồng cũng không có, con cũng không. Lối xóm á thì không chơi với ai, còn gì đâu nữa mà sân si. Tôi nói thiệt với bà, tôi đi tu là hợp nhất. Chà, tôi mà tu thành tiên thành Phật rồi hả, tôi sẽ dặn cổ hết mấy cái thằng nào mà bỏ tôi. Dặn cổ hết mấy cái con nào mà nói xấu tôi. Trời đất ơi, mô Phật
Phật nào mà chứng giám cho bà không biết nữa. Thôi, bà đi về đi. Cũng tại bà xúi biểu tôi mà chồng tôi nó mới bỏ tôi vậy đó. Ê nè, đã vậy xong rồi bà còn nói xấu tôi khắp làng khắp xóm. Bà tưởng tôi không biết hả? Thì đúng là đời bạc như vôi mà. Ngày mai tôi bán cái nhà này nè, tôi lên chùa tôi tu, tôi khỏi chơi với ai hết. Khỏi chơi thì khỏi chơi, nhưng mà tôi nói chị nghe nè, chị nói cái xóm này không ai tốt với chị đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chị đâu có tốt với ai đâu. Hả? Chị ỷ chị giàu có, chị khinh hết thảy mọi người, ai chị cũng chửi, chị mắng. Chưa hết đâu nghe, đàn bà mà từ 16 tuổi trở lên á, là chị cho vô diện tình nghi là sắp giật chồng của chị tới nơi hết à. Chị á, đàn ông đàn bà gì cũng ghét hết trơn á. Chỉ có ông Hiến á, ông hiền lành, ông nhịn nhục chị, ông còn chịu không nổi nữa, ai chịu nổi chị. Thôi làm ơn giùm tôi một cái nha, đừng có tu, tu cũng thành chánh quả đâu. Dẹp đi, bà đi về đi, bà đi ra khỏi nhà tôi. Đồ cái thứ quỷ thứ yêu gì đâu không à, bà chống mắt lên mà coi tôi tu nè, tôi sẽ thành chánh quả. Đi tu vì thất chí, vậy mà lại còn muốn thách đấu với người khác. Ngài thấy làm sao? Liệu tính nữ này có hy vọng gì không? Cái đó còn tùy. Bởi vì con đường tu hành nó có nhiều khổ hạnh, khó khăn lắm. Nhưng mà nếu ai trì chí, ắt sẽ có kết quả. Chắc phải còn thử thách nhiều đây. Hơn khổ sai nữa. Ở nhà có bao giờ mình làm mấy cái chuyện này đâu, toàn là ông làm hết à. Mà cái sân rộng thênh thang kiểu này nữa mà ngày nào cũng bắt mình tôi quét à. Chắc tôi chết quá trời ơi. Sao tôi khổ dữ vậy nè trời ơi. Cô Diệu Hạnh. Hả? Cô quét lẹ đi, còn đi vô trong kia phụ rửa chén nữa kìa, trong kia đang thiếu người đó. Dạ thưa cô. Lẹ lên đó nha. Được cái tôi lâu hơn mình thôi, chứ tuổi tác mà con tôi là cùng. Mày đặt rồi, bể luôn rồi. Chết rồi, cái cây này sao bà quý lắm á. Cái cây này mà chết là mình chết luôn á. Trời ơi, bây giờ tụi mình biết phải làm sao đây. Trời ơi, ai làm đây? Cái cây này mà chết là sư bà la chết luôn á. Hai cái đứa này, người ta đang quét sân à, lù lù đâm sầm vô. Sư cô đụng vô tụi con trước chứ bộ. Đúng rồi. Tự nhiên sư cô á quét ào ào, đụng vô hai tụi con rồi cái bình nó mới rớt. Hai cái đứa này đi tu mà còn lương lẹo nữa hả? Nói không thành có. Tới khi nào mới khá nổi hả? Hả? Tụi con đâu có lương lẹo đâu. Đúng mà. Thôi lỡ rồi, lại xin lỗi sư cô đi rồi đỡ cây lên. Xin lỗi đi lẹ lên. Nhưng không phải tụi con thiệt mà. Trời, không xin lỗi mà còn đứng ngoan cố nữa hả? Mà xin lỗi đi, lẹ lên. Con xin lỗi sư cô. Phải vậy mới được chứ. Thôi dọn đi anh. Ơi, cái chậu này nó bể rồi, chắc mình bị ăn đòn luôn quá. Lụm đi, đứng đó làm gì nữa. Lụm cho sạch sẽ nghe chưa. Dạ. Lụm cho kỹ nghe chưa. Dạ. Ê, đi đâu à? Đi đâu à? Lại biểu. Biểu. Có lỗi là phải biết sửa lỗi, biết chưa?
đưa tay mượn coi. Đưa tay ra. Quét hết cái sân này giùm nha. Sao mới được ăn cơm nổi? Ha? Tụi con đâu có làm đâu mà tụi con quét. Không quét nổi, đó là chuyện của tụi bay ha. Bây giờ thử quét đi, quét xong mới được ăn cơm. Làm biến lem bèm tàu mét sư cô. Làm đi. Dạ. Nhìn gì? Dạ. Tao nói trong cái ruộng nó có cái ma dễ sợ luôn. Tự nhiên có hai thằng mẹ làm giùm mình. Quét hết cái sân đi. Còn phần mình vô ăn cơm. Ngài thấy làm sao? Đã tới chùa đó mà còn lá mặt lá trái. Lợi dụng người khác có vẻ khó à. Thì cứ tu hành lâu ngày rồi sẽ hiểu mà. Cứ kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Dạ thưa sư cô, lễ vật lúc nãy con đem qua chỉ là một ít trái cây với lại có mấy thỏi vàng thôi. Nhờ sư cô chỉ dẫn, con về làm theo, cho nên việc buôn bán cũng thuận lợi. Sau này khi con đem lễ vật tới, sư cô cứ việc nhận. Sư cô đừng có ngại gì hết. Thôi, có gì đâu mà ơn với nghĩa. Đó là cái phước của nhà chị thôi. Khách thập phương tới đây dâng lễ vật rất nhiều. Dạ. Ngoài vàng bạc ra còn có củ ngon vật lạ nữa. Nhưng mà nếu có việc gì cần, chị cứ lên đây, sư sẽ ưu tiên tiếp chị trước. Dạ. Dạ con cảm ơn sư cô. Thưa sư cô con về. Sư cô. Sư cô ơi sư cô. Dạ thưa sư, con đến đây nhờ sư chỉ giúp giùm con một chuyện. Chuyện gì? Dạ, nhà con có một mụn con gái, cứ bệnh lên bệnh xuống hoài mà con không biết bệnh gì. Nhờ sư cô chỉ giúp giùm con cách dâng lễ cúng Phật cho con của con bớt bệnh, với nói giùm với thầy Lan cho con của con được đến đây trị bệnh. Tại vì nhà con nghèo quá, không có tiền trả cho thầy ấy. Nếu được á, sư cô nói giùm con đội ơn sư cô nhiều lắm. Người ta trèo đèo lội suối cực khổ quá mà, đâu có ai mà làm công không như vậy. Tôi không nói được đâu. Sư cô, nhờ cô nói giùm con đi cô. Cô giúp giùm con đi cô. Thôi tôi bận lắm, đừng có bao giờ tới đây làm phiền người ta nữa nha. Sư cô. Trời. Nè, ông thấy sao? Hết chịu nổi rồi. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Sao mà con tu lâu quá rồi, kinh nào con cũng thuộc. Khổ hạnh của kiếp tu hành con cũng đã trải qua rồi, vậy mà sao con vẫn chưa thành chánh quả? Giờ con phải làm sao? Hay là mình đi Tây Trúc một phen để hỏi chư Phật cho ra lẽ, sao mình tu lâu quá mà chưa có đắc đạo. Đường đi xa thiệt, nhưng mà nhất định phải đi. Chớ tu hoài mà không chứng ngộ, con Tám nó cười thúi đầu. Thôi mình phải đi thôi.
Mệt quá, khát quá, chắc chết quá. Sao đi hoài mà không thấy cái nhà nào hết? Phật bà ơi cứu con. Phật độ cho mình rồi. Ngôi nhà. À, sư bà tỉnh rồi. Sư bà tỉnh rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây? Dạ, đây là chân núi Thiên Sơn. Sư bà đi đến đây thì ngất xỉu. Mẹ con tôi đưa sư bà vô nhà. Mô Phật, cảm ơn thí chủ. Sư bà còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi. Con đang nấu cháo trong nhà, lát nữa sư bà dùng cho khỏe. Thiện tai, thiện tai. Cho bận ni hỏi, từ đây tới Thiên Trúc còn bao xa? Sư bà định đi đến tận đất Phật sao? Ừ. Còn xa lắm. Con sợ sư bà yếu như vậy, khó lòng đi tới nổi. Sư bà đến đất Phật để làm gì vậy? Ta tu hành đã lâu, lào thông kinh kệ, mà chưa thành chánh quả. Ta muốn đi tìm chư Phật để hỏi tại sao ta phải làm gì Phật mới cho đắc đạo. Mô Phật, sư bà tu tập lâu năm vậy mà còn khó. Mẹ con chỉ là thảo dân ở chốn quê mùa, chỉ biết tu tại gia, đọc kinh niệm Phật, chắc không bao giờ đắc đạo nổi. Mẹ ơi, hay là sẵn dịp này á, mẹ con mình xin sư bà đi theo lên Thiên Trúc nha mẹ. Mình đỡ đần cho sư bà, biết đâu mình được Phật độ thì sao. Con nói đúng đó. Mẹ con mình ở nơi hẻo lánh này, ngày ngày chẳng giúp ích được gì cho ai, chỉ bằng đi theo chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho sư bà, cũng là công quả. Mẹ chẳng mong được đắc đạo, chỉ còn mong đến được Thiên Trúc hầu hạ chư Phật cũng là mãn nguyện lắm rồi. Sư bà cho phép mẹ con đi theo được chứ? Đường xa mà hiểm trở bất trắc lắm đó, hai mẹ con phải suy nghĩ cho kỹ đi nha. Vậy là quyết luôn. Để con dọn cơm mời sư bà nghe. Dạ. Đi con. Dạ. Chuông Khánh mà còn chẳng ăn ai nữa, huống hồ là mảnh chỉnh dứt ngoài bờ tre. Ta đây tu hành hơn 10 năm trời mà còn chưa được gì, mẹ con nhận lấy bày đặt đòi thành Phật. Còn lâu, mình cứ cho tụi nó theo hầu hạ, chứ cái ngữ này hy vọng gì. Mẹ con bà đi lẹ đi. Đi cái gì mà chậm như rùa vậy? Dạ con biết dạ. Rồi. Nhanh lên con. Dạ. Lẹ đi. Dạ dạ.
kiên tâm trì trí, tìm đường giải thoát. Vậy mà không biết một điều đơn giản là Phật tự tâm, con người là hay lầm lẫn. Vô chùa là ăn chay niệm Phật, phải lào thông kinh kệ thì mới sớm thành Phật. Thì bây giờ có ba người để chúng ta xem xét. Cứ để thử coi ai sẽ thành chánh quả. Dạ. Con ơi. Dạ ông cụ, con có gì con không? Dạ ông cụ biết sao vậy? Ta mệt quá, ta sắp chết khát rồi. Con cho ta xin miếng nước được không? Ông cụ có cái gì đựng nước không? Chứ con không có. Ta có. Con cho ta xin một chén nước đi. Dạ được. Con cho ta xin chén nữa. Dạ. Thôi con để cho ta. Ông cụ. Ông cụ có sao không vậy ông cụ? Ta xin lỗi. Ta xin lỗi con. Tay chân ta vụng về, ta lúng túng quá. Dạ không sao đâu ông cụ, để con đi lấy nước lại là được rồi. Cảm ơn con. Mà chắc là ông đó lắm đúng không? Thôi ông cụ ngồi đây nha, để con đem nước về. Xong rồi con xin mẹ cho ông cụ một chén cơm. Ta cảm ơn con. Ông cụ ngồi đây chờ con nha. Nam mô A Di Đà Phật, đại từ đại bi Phật. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Nấu có nồi cơm mà từ hồi sáng tới giờ chưa xong. Vừa đói vừa khát nữa. Mà cái con bé Lành nữa, suối ở sát một bên mà nó đi lấy nước ở đâu mà lâu quá trời quá đất vậy? Sư bà ráng chờ chút nữa, hình như là suối hơi xa. Suối xa hay là nó mê chơi, thấy hoa thấy bướm đẹp quá mà. Nếu muốn đi tới với đất Phật phải dốc lòng dốc sức thì mới nhanh tới được. Chứ như vậy biết chừng nào mới tới. Sư bà yên tâm, con bé Lành nó cẩn thận chu đáo lắm. Chắc là nó đang về đó. Thịt của ngươi thơm thiệt, ta muốn ăn thịt ngươi. Ta đang đói đây. Con lại ông mà, ông tha cho con đi. Ta nhất định phải ăn thịt ngươi. Ông muốn ăn thịt con cũng được, nhưng ông cho con đem nước về cho sư bà với mẹ con uống đi. Ngươi nói sao? Dạ, ông muốn ăn thịt con cũng được, nhưng cho con đem nước về cho sư bà với mẹ con uống nha. Rồi con hứa con sẽ quay lại nhập mạng cho ông mà. Ngươi nói phải giữ lời đó. Dạ. Nếu như ngươi không quay lại, ta sẽ ăn thịt mẹ ngươi luôn. Thôi, ta cho ngươi đi đó. Dạ. Thì con cảm ơn ông. Con sao vậy?
Dạ. Ăn đi còn có sức đi đường. Đường còn xa lắm đó. Dạ. Mình còn ăn làm gì? Tí nữa phải đi nộp mạng cho trận tin rồi. Mẹ, lúc nãy con có gặp một ông lão ăn xin á. Ông nói lạ luôn á. Con tính xin mẹ cho một chén cơm. Được không mẹ? Nè, chuyện của mình sao không lo, đi là chuyện của người khác. Lương thực mang theo ăn không có đủ đâu nha. Con sao vậy? Sư cô đâu có ý la rầy gì con đâu. Cái gì vậy trời? Tôi nói có một câu, bộ không đúng sao ngồi khóc. Dạ, con phải khóc vì chuyện đó. Chứ con có chuyện gì nói mẹ nghe coi. Có chuyện gì mà con khóc vậy? Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Ai nói vậy? Hồi nãy con có gặp một ông chàng. Ông nói thịt con á. Nhưng mà con xin ổng đem nước về cho mẹ sư bà uống. Giờ con mới đi gặp ổng rồi. Không được, con không được đi đâu hết á. Nếu mà con không đi á thì ổng ăn thịt mẹ sư bà luôn thì sao? Hả? Thôi mẹ sư bà để con đi đi. Nếu có kiếp sau á thì mẹ con mình sẽ gặp nhau mà. Không, con không được đi đâu hết á. Sư cô ơi, sư cô đi với nó ra gặp ông chàng được không? Sư cô nói giúp giùm một tiếng. Con bé đang cùng sư cô đi đến đất Phật, xin ông hãy tha cho nó. Sao mà được? Đã gọi là chàng á thì nó đâu có phân biệt được Phật với trời. Ta mà tới đó lỡ năng thịt ta luôn sao? Sư cô ơi, tôi xin sư cô đó. Sư cô nói được mà. Xin tha cho con bé. Con bé nó ngoan hiền như vậy đó. Sư cô ơi, sư cô nói giùm đi sư cô. Tôi xin sư cô mà. Sư cô. Thôi, ta cứ coi như đó là cái nghiệp của nó. Biết đâu nó bị ăn thịt xong qua bên kia nó nhập niết bàn sao? Sư cô ơi, con lại sư cô mà. Sư cô giúp giùm đi sư cô ơi. Sư cô. Bà có muốn chết cả lũ không? Tới giờ đi rồi, đi đi. Sư cô ơi. Thôi mẹ ơi, mẹ để con đi đi. Đi. Mẹ sư bà ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Đi thôi sư bà ăn đi. Đi. Lẹ lên. Tới giờ rồi. Mẹ đi với con. Cho mẹ với Lành ơi. Chết rồi. Giờ có mình sao ta? Xin Phật hiểu cho con. Con đang lo chịu Phật sự cho nên không thể gặp con chàng tinh được. Lỡ nó ăn thịt con sao? Chắc gì con gặp mà nó chịu tha cho con bé. Cầu cho nó được siêu thoát. Sư cô. Sư bà ơi. Sư cô. Sư cô ơi. Sư bà. Thoát rồi sư cô ơi. Vậy đúng rồi, thoát rồi sư bà. Sao mà thoát? Trời ơi, hai người mà trốn á là con chàng nó bắt ăn thịt cả ba luôn đó. Dạ không phải, ông chàng ông thử lòng con bé thôi, thấy nó hiền lành giữ lời hứa nên ông tha cho nó. Có thiệt vậy không? Dạ thiệt. Dạ đúng mà. Lúc mà đi á, ông chàng còn dặn con là đi đường cẩn thận nữa. Dạ con thấy á, ông hiền như Bồ Tát vậy sư bà. Thôi mẹ con mình dọn dẹp đi, đang con lên đường nữa con. Dạ dạ. Bồ Tát? Có khi nào là Bồ Tát giả dạng thử nó? Mẹ con nhà này ăn ở giả bộ hiền lành giỏi quá. Không khéo chư Phật bị lừa lại cho họ thành Phật trước ta thì chết. Bọn nghèo đói này mà làm sao đắc đạo? Như vậy thì nhục cho thiền môn quá. Sắp tới Tây Trúc rồi, phải nghĩ cách cản chúng mới được.
còn sông ở ngay đây mà hồi nãy mình đi lấy nước cả buổi mày mới về. Giờ mới biết, hiểu rồi ha. Ủa, sao kỳ vậy ta? Mới nãy á, con đi lâu lắm mới tới. Chứ lại cái dòng suối này, nó nhỏ lắm chứ nó đâu có lớn như vậy đâu. Ừ, lạ ghê vậy đó. Con nói thiệt mà. Không lẽ, sư bà ơi, có khi nào xuôi theo dòng suối này qua bên kia là Đức Phật? Đức Phật? Hả? Mình tính Đức Phật rồi sao? Trời ơi, vậy còn chần chờ gì nữa? Mẹ con bà, nhanh đi chặt cây làm bè cho tôi. Nhanh lên. Còn đứa đó là cái gì nữa? Đi, dạ, đi nhanh lên. Dạ. Đi. Trời ơi, sắp đến Đức Phật rồi. Nhanh lên coi. Dạng tay lên con. Dạ. Ráng lên. Dạ. Mình không có cần chống nữa. Chắc là sư bà được Phật độ rồi đó. Phật độ mình là chắc rồi. Nhưng không lẽ hai mẹ con chẳng tu ngày nào mà cũng được ăn theo sao? Thiệt là vô lý quá. Nhanh lên, chóng nhanh lên. Nhanh nữa lên. Phải chi gió thổi ngược lại, cho hai mẹ con này trôi ngược qua bên kia, hoặc là lật bè luôn thì càng tốt. Rồi, hai người có thấy cây cổ thụ phía trước không? Dạ, dạ con thấy. Đó là cây quá kiếp. Hai người có biết, theo như ta đọc trong kinh sách, chỉ cần leo lên cây này, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, rồi cắm đầu nhảy xuống, rũ bỏ sát phạm, tức khắc sẽ thành Phật. Ồ, vậy thì hay quá. Phải. Ừ. Con xin nhường sư bà lên trước. Hả? Dạ. Không, ta là người tu, tới được đây đương nhiên là Phật phải độ rồi. Thôi, tôi nhường cho hai mẹ con bà lên trước. Dạ, con cảm ơn sư bà. Không có gì. Vậy, lên. Hai mẹ con lên. Lên đi con. Dạ. Lên đi Phật độ đó. Lên đi con. Cẩn thận nha mẹ. Leo nữa đi, cao lên nữa đi. Ừ, cao lên. Lên chút nữa, càng cao càng tốt. Dạ. Đúng rồi, lên đi. Lên đi. Đứng lên con. Được chứ sư bà. Đó đó đó, ở trên đó có càng càng cao hơn nữa đó con. Leo lên đi con. Dạ dạ. Lẹ lên con. Được rồi, bây giờ hai mẹ con chắp tay lại, niệm Nam Mô câu thần chú 3 lần, rồi cắm đầu xuống đất. Phật độ hai mẹ con bà liền đó. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nhảy được chưa mẹ?
lạ vậy? Sao mình không rơi xuống vậy con? Ủa, hai ông là... Rồi sẽ biết. Khá khen hai con có lòng từ bi. Ta sẽ đưa hai con gặp Đức Phật. Theo ta. Dạ. Trời đất, ta nói xạo mà hóa ra là thật sao? Không lẽ hai mẹ con nó được đổ thiệt rồi? Trời ơi, sao ngu quá vậy trời? Phải biết vậy là mình nhảy trước là được rồi. Ủa, mà trong sách vở đâu có nói chuyện này. Mà mình nói xạo, mà tại sao mẹ con nó lại được? Thì ra là lời của mình linh quá mà mình không biết. Chắc là tại vì mình tu luyện lâu năm quá, cho nên trình độ thượng thừa. Trời đất ơi, ta nói biết chắc được vậy mà mình cũng không ngờ hai kẻ tầm thường hơn mình mà được Phật rước. Còn mình chắc được cái ghế cao lắm đây. Trời, sao nãy đứng dưới không thấy gì hết trơn? Mà lên đây thấy cao quá vậy trời. Nam mô, Nam mô. Trời, trời ghê quá. Không biết có nhảy được không trời. Trời, mà không nhảy sẽ thành Phật được. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa, chưa nhảy nữa hả? Trời. Nam mô A Di Đà Phật, con nhảy à. Nhảy thiệt á. Đáng tiếc cho bà, đeo bộ mặt từ bi và lòng hiểm độc, chết bị biến thành bình voi, bị người đời móc ruột hằng ngày là vậy đó.